Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì hôm nay mình lại vẫn tiếp tục bay vào khu tầng hầm này để lấy combo Groza với lại ốp. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách, đó là sử dụng combo này và không gắn bất kỳ một cái scope nào nha mọi người. Đấy, để tăng độ khó cho game một chút. Thấy cũng có một số bạn cũng kêu mình làm thử thách dạng này. Hôm nay mình sẽ thực hiện luôn nha. Rồi, bây giờ phải vào đây để xem có Groza với ốp hay không. Không có là mình phải qua bên khu C1 nữa anh em ạ. Ồ, đây có luôn này. Ngon thật sự. Rồi. Khu rô dốc này nãy mình thấy clear. Đấy, bây giờ mình sẽ vứt scope 8 đi. Vào đây tìm thật nhiều đoạn ốp anh em ạ. Tại vì tầm này vầy đâu rồi là hơi bị mù mắt. Ồ, có người ra này. Ôi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Xong rồi bạn ơi. Bạn đen lắm bạn ơi. Trời ơi, đúng là đúng người, đúng thời điểm luôn anh em ạ. Thanh niên này đen dã man luôn đi. Đúng lúc mình công lại thì ông này lại mở cửa ra. Không còn đường lui rồi. Đấy, thế là có thêm đạn ốp nữa rồi. Giàu ngay, đỡ phải mình đỡ phải xuống. Có ông này gọi là vào đấy lút hộ mình mang lên. Đáng yêu thế nhỉ. Rồi. Nhưng mà mới nốc anh em ạ. Không biết là đồng đội ông này đâu. Mình nghĩ chắc là đâu đó trong khu meta này thôi. À quên, Sovereign chứ. Đấy, 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 vừa mới nói xong. Ui rồi ôi. Chưa chưa gì anh đấy đã giành mình rồi anh em ơi. Đấy rồi, cơ hội vẩy ốp đầu rồi đây. Ui rồi, viên đầu tiên mở màn nhưng mà đã mù mắt rồi. Từ từ, lấy góc nào rộng rộng một chút. Đây, ngó ngó đấy. Ngó đấy. Không trúng à? Khó phết anh em rồi. Đầu rồi bằng ốp nó có một cái gì đó khó dã man. Không được rồi. Ngó ra bạn ơi. Ôi, đang lên đạn. Này thì kê thấp cũng không được, kê cao hơn cũng không trúng. Úi rồi headshot luôn. Được con nó. Đây rồi, bò lạc à bạn ơi. Bạn đèn thế nhở. Mình xuống mình phơm ông này trước đã. À, nhìn kiểu này là biết là đồng đội ở xa rồi. Thế chắc là đồng đội hai ông này đi đâu gì. Có hai ông này lạc trôi sang bên này lút thôi. Hơi đen. Ôi thôi mẹ ơi, có xe sau lưng em. Mấy anh ơi. Ôi, nó bắt đầu dí mình rồi đấy. Nào bình tĩnh, nào bình tĩnh nào. Bây giờ mình nên dừng cái chỗ nào hợp lý để chặn bọn này được nhỉ? Dừng nhà thì cũng không ổn. Dừng nhà nó ốp bom là chết đấy. Mình phải lấy một cái đồi nào cao cao ấy. Mình đứng mình bắt bọn này. Đi solo mà gặp team 3, team 4 mà lấy xe dí mình như này là mình toàn chết thôi. Ê, bên, bên, bên chỗ bên phải sau lưng mình này. Đây, 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 dừng đồ đây. Cam được này anh em. Đây rồi. Ui rồi ôi. Ôi rồi, không dụng ai luôn. Ui, thôi, 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 thôi. Rồi, đốc này, ô, cái gì đây? Cái gì đây? Trời ơi, ba tên này làm cái gì vậy? Này thì dí mình à bạn. Trời ơi. Không hiểu kiểu gì luôn. Đây, có xe, có xe, có xe. Nó vẫn đang chạy trước mặt anh em ạ. Ô, hai team dẫn này đang ăn thính này. Hai team bắn nhau kìa, kìa một tên kìa. Mình móc bọn này nó vẫn đang tập trung nó bắn nhau ấy. Hay thế nhở, bắn nhau đi các bạn ơi. Vãi cái này trượt rồi. Đây, tên này tên này. Tên này vẫn đang còn kê này. Rồi, hay quá nhở, móc được một tên rồi. Đây ông này giàu này. Từ từ, mình rõ ràng mình tắt cái auto load rồi mà nó vẫn cứ à quên. Cái gì đây? Hai mạng free này mọi người. Thơm thơm. Nào bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Trời chỗ này đông lắm anh em ạ, chỗ này phải ba team hay sao ấy chứ. Chỗ này team này mình đã gạt ba rồi đấy. Ba ông Philip này với lại team trên kia nữa. Rồi còn team trên đồi bên phải nữa. Ngó này. Vâng. Tìm được pha headshot như này là cũng hơi căng đấy mọi người. Mà rõ ràng lúc đấy mình tắt cái auto load những cái scope to rồi mà nó vẫn tự auto load nhỉ. Mình cho về không hết rồi mà vẫn lút mấy cái scope. Kìa kìa, chạy kìa. Trời ơi, sao lại chạy rồi bạn ơi. Đùa, mấy ông này chưa gì đã chạy này. Để mình lấy góc bên phải này, à bên trái này. Mình bắn mấy ông này nhá, bắn ốp. Trận này đàn ốp nhiều quá, tìm góc nào vậy. Ui. À, bọn này dụ mình anh em bạn. Bọn này nhớ mình, một tên ở lại, một tên đi. IQ phết đấy. Trời ơi, tí nữa là mình chết nhá. May mà còn đấy mình đi qua mình check. Mình cũng cũng có một cái linh tính rồi. Tự nhiên bọn này rõ đâu nó đứng trước này. Tự nhiên nó lại chạy đi. Mình thấy nó cứ hơi bị sai sai.
cái tên lúc nãy đi xe lên trên kia, đây trước mặt này. Trời ơi. À, cầm ca, cầm ca. Cầm ca đối với ốp này, bạn ơi, ốp mình không gắn cốp đâu, bạn yên tâm. Bây giờ kiểu ốp mà không gắn cốp 8 như kiểu là rắn mất đầu ấy. Kìa kìa, hai tên luôn kìa. Trời ơi, khó phết đấy. Trúng người đã khó chứ đừng nói trúng đầu nhá. Mù mắt gaming. Trời ơi. Trời ơi, không trúng nhở. Ôi ôi. Khó phết anh em ơi, đầu ruồi con này nó khắm quá. Nó không có một cái điểm chấm chấm nào ở trên cái đầu ruồi ấy, mình đang còn kê dễ dàng. Đây nó bằng phẳng như sân bay vậy. Này. Nhìn này vẫn không trúng kìa. Ô, hai team nữa kìa. À đâu, bọn này bắn bot. Khó nhở. Trời ơi, chạy trống kìa. Ui. Ấy, một viên kìa. Ôi, có bom, có bom. Ui, nó cung xe xuống kìa. Tên này đẩy lên nè. Rồi, firm luôn. Thanh niên đẩy trống à. Ô, tên kia đang đốc anh em ơi. Có hai team đang bắn nhau trên đấy luôn. Để mình gạt. Ê, gãy kêu, gãy kêu. Không gãy kêu được kìa. Tên này nó đẩy lên rồi. Rồi, à, thư anh à, gái đúng không? Gái mà máu thế bạn ơi. Gạt luôn này. Còn tên ngay chỗ gốc cây này mọi người. Úi dồi ôi, bắn nhau kìa. Sao lại quay lưng mình không hội. Ơ. Nào. Trời ơi. Trời ơi, thôi gửi đồ ra đi. Này cho nó nhanh. Rồi, team Việt Nam clear rồi này. Vậy là còn team Philip nữa kìa. Bây giờ từ đã, mình loot ít 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 đồ đã. Tiếc rằng là mình không thể KS kill được cái ông đang đang trong sầm mốc ấy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xe mình đẩy lên nhé. Không biết cái tên mà vừa bắn nóc một ông team Việt Nam này không biết là đang đứng chỗ nào rồi. À kia rồi, kia rồi. Ồ đứng trống này, đứng trống đấy mọi người. À ngó mình này, ngó mình này. Này, ô cái gì đấy. Ô, ui mình gặp ma à. Ui mẹ ơi. Ông này tốc biến đấy anh em ạ. Rõ ràng là đứng ngay giữa 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 cái khoảng không đấy. À, chỗ khoảng không này nhìn mình. Mình vừa mở cốp mình ngó cái mà tự nhiên mất tích luôn. Kiểu ẩn thân chi thuật luôn đi, ảo vậy. Đâu rồi? Đùa cái ông đội này ông ấy núp đâu ấy. Vãi cả trời, ông này ảo thật sự ấy mọi người. Thôi té đi. Gặp mấy ông kiểu mà thoát ẩn thoát hiện như vậy tốt nhất mình né đấy, cho nó lành. Về cái hộp thính này mình lấy cái giáp mới nhá. À sao lại có tên cầm ốp ở dưới đằng kia nhở. Từ từ đã, cứ lại mình lấy giáp nhá. Đấy, hình như là nó bắn cái tên kia hay sao ấy mọi người. Từ từ mình lấy cái giáp rồi sau đó mình sẽ quay lên luôn. Đây rồi. Kể mà có ốp nữa thì ngon, nhặt thêm nhiều đạn nữa vậy cho nó sướng. Ui giời ơi. Cầu được ước thấy anh em ơi. Game độ rồi. Nào. Tên lúc nãy cầm ốp đúng không? Đâu nhỉ? Ôi. Nó lấy xe nó công lại này. À, nó dừng đây nó chơi mình kìa. Kinh đấy, định dừng đấy bắt bắt mình. Né 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 né, đứng đây không an toàn. Nãy vừa có tiếng súng sau lưng nữa cơ. Đây rồi. Mình sẽ ốp bom đi. Ôi giời. Ốp nhầm, đây này. Đấy, phải ốp quả đấy mới đúng. Rồi, từ từ nha. Mình lại tiếp tục vòng qua chỗ đằng sau này. Ông này ăn bom như vậy chắc là chẳng nghe được tiếng xe đâu. Kiểu bị ù tai ấy mọi người. Để mình kiếm góc nào, mình vẩy ốp ông này cái. Đạn ốp bây giờ đang đang nhiều ấy. Đây, đứng góc này tạm xem như nào nào. Nó sở mốc kín xe thế nhỉ? Ôi, dưới kia có con xe kìa. Như kiểu dưới kia có người ấy mọi người. À kìa nó chạy kìa. Không được rồi, tên này tỉnh lắm anh em ạ. Nó không, nó có ốp nó cũng không thèm ngó ra, nó đấu ốp với mình cơ. Chả hiểu kiểu gì này. Trời ơi. Không biết là đâu ra cái ông lẻ này vậy, hay là cái ông lúc nãy thầy ta. Cái ông mà thoát ẩn thoát hiện đi. Tự nhiên vụt một cái từ trên đấy vụt xuống dưới này là mình cũng thấy hơi ảo đấy. Nhắc mới nhớ hôm trước mình đang live mình gặp một tên hack speed anh em ạ.
Dạo gần đây mình gặp cả hack speed nữa cơ. Arm đã khổ rồi còn speed nữa thì đúng em quỳ luôn. Bây giờ nhiều ông kiểu hack tinh vi thật sự luôn đấy. Ồ có xe nữa kìa. Hai team à, hai team. Trời ơi hai team kìa mọi người ơi. Mình phải lấy góc nào mình phải ốp mới được. Bây giờ đạn ốp nhiều ấy, chả muốn công nữa. Công cầm của nó ra sấy thì nó cũng hơi dễ. Gọi là muốn tìm những pha highlight bằng ốp đầu ruồi đấy anh em. Đây trước mặt này. Nào, headshot này. Headshot này, trời ơi. Không trúng người chứ đừng nói là headshot nha. Khó quá anh em ạ. Để mình xuống đấy mình lấy con xe mới đi. Rồi vừa đủ hết xăng. Vậy con xe này là con xe nào ấy chứ? Trời ơi full xăng điện tử luôn anh em ơi. Ngon 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 rồi. Thế kìa bọn nó đang nốc nhau kìa anh em. Hai team Việt Nam luôn. Đang combat khá là căng. Đã bị gạt rồi. Đã bị gạt đến từ quân rồi. Ôi đã bắn mình à? Gì đây? Em chỉ hóng hớt tí thôi mà. Đây, để mình. Này thì sấy này, đấy các bạn thấy không? Thanh niên quân đây này, vừa mới gạt ông kia này. Mình lên mình phơm luôn. Ui rồi có ốp nữa kìa. Có liên luôn à? Ô thôi xong. Anh Bin Blue 14. Vậy lại thêm một team Việt Nam nữa. Đông phết anh em ạ. Đâu nhờ cái tên vừa cầm ốp đứng đâu bắn đấy nhở. Đây con xe của nó đây sao thế này. Nó nằm đâu chỗ đoạn này à? Hay là đâu ấy? Hay là khu nhà ta? Mình mới nghe tiếng ốp thôi mà mình vẫn chưa biết được hướng cơ. Ôi đây. Úi giời chạy ra đón mình kìa. Căng đấy. Đây ông này cầm ốp đúng không? Ui ui từ 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 mình tĩnh bạn. Đây rồi. Nào đấu ốp với bạn luôn này. Chấp bạn có ốp 8x nha. Mình ốp đầu rồi với bạn luôn đấy. Ô hai tên luôn à? Thôi anh ơi, nhà mượn có mỗi con xe thôi làm gì mà căng thế. Giấu con xe cái mọi người ơi. Để con xe này còn tí nữa mà còn di chuyển bo chứ. Đây, đứng đây đi, mình nghĩ là đứng đây an toàn hơn. Ui, sợ thế nhở, từ từ nhà phun nước đã. Nói chung là khó phết đấy mọi người. Nếu như mà mình mà có cái cốp 8 mình phải ốp thì nó lại dễ quá. Mà nếu như mà không không gắn bất kỳ một cái cốp nào cho cái ốp này thì nó lại khó vãi cả trường luôn. Nhưng mà lâu lâu mới có một trận game kiểu tự tạo độ khó cho mình này cũng hay, cũng hấp dẫn nhờ. Nhưng mà anh em biết không, làm những cái thử thách như này nhiều khi làm không được, mình quạo lắm nhá. Không hề đơn giản đâu. Tại vì làm clip thử thách như này nó rất là mất nhiều thời gian. Nên là chỉ mong anh em hãy cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ những cái clip thử thách như này. Ngó này. Ai hổ rồi. Đau, quá đau luôn. Không được rồi mọi người ơi. Xa quá. Ốp đầu rồi thì khoảng 100m đổ lại thì mình đang còn nhìn được cái đầu của nó, mình đang còn căn được chứ còn xa như này thì không thể nhìn được. Trong khi đấy thì cái đầu ruồi cái ốp này nó lại còn như kiểu gọi là người đàn bà trước sau như một đấy anh em. Nói vui vậy thôi. Kiểu nó phẳng lì như vậy khó bắn thật sự luôn đấy. Để mình lấy cái giáp mới nhá. Rồi có thêm đạn 7 luôn à. Ngon ngon. Bây giờ mình sẽ quay lại và mình kê cái hai cái ông này. Đứng đấy chỉ sợ sau lưng thôi anh em ạ. Cái tên Scaler đứng đó nó sấy nhở. Kìa một tên chạy ra kìa. Tên này mình cầm người đó ra đầu rồi thì mình nốc lúc nào cũng được hết ạ. Để mình phải ốp đầu rồi phát này. Không được thì mình sẽ rút người đó ra nhá anh em. Này thì sấy này, cứ bắt mình cầm người đó ra cơ. Đấu ốp thì không đấu. Còn tên Scaler nó nằm đâu bên ngoài ấy mọi người. Đây ra này đúng không? Khó phết. Biết ngay là nằm mà. Mình sẽ cố gắng dùng ốp đâu rồi giết tên này. Trời ơi bắn mù mắt quá. À. Ui rồi ôi vâng. Bên cuối thì vào đầu luôn. Hợp lý luôn. Để mình lấy con xe mình chặn cái chỗ bên phải này đã, nguy hiểm quá. Ôi chết mặt. Ui vãi cả trường, có ông nhận ra được mình này. Từ từ nha, sao lại một tên. Không biết là hai ông này là một team hay là khác team đây, để xem nhá.
Việt Nam hay chúng ta để xem nào. Alo, 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 À, Việt Nam, Việt Nam. Ok, đây. alo. Thế thì tên kia là tên khác. Rồi rồi, ok. Từ 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 bạn này, đợi đợi đợi. Đợi 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 mình một chút nha. Nào, Ok, nào, nào, xin nào. chào idol. Vậy. Chào idol luôn, chào bạn luôn. Để xem nhé, để mình phải giết cái tên này trước đã. Bây giờ mình sẽ cố gắng dùng ốp mình bắn cái ông này nha mọi người. Ngó này, ui. Khó quá anh em ơi. Để mình lấy cái gốc cây trước mặt này đi. Tiếp cận gần lại một chút nữa cho dễ nhìn. Rồi. Smoke làm gì đây? Ui rồi, bò chỗ mình luôn bạn ơi, bạn làm gì nào? Spam đạn ốc vào smoke xem. Lỡ đâu được quả rùa vào đầu. Ông này nghe tiếng ốc cũng cóng, không không làm gì được hay sao ấy mọi người. Định tính smoke định làm gì đây? Sao lại smoke một chỗ như này? Tự tạo độ khó cho game à? À, ốp bom, ốp bom. Để xem cái ông này tính làm gì. Ốp bom bừa thế bạn ơi. Sao lại... Úi dồi ôi. Ốp bao nhiêu bom như này là mất hết rồi. À, sấy lại rồi, sấy lại rồi. Uầy. Đứng trong sở bốc sấy ra trúng được mình này. Bắn kinh thật sự. Kia rồi. Nãy giờ mình spam vào sở bốc rồi mà không trúng biết nào luôn đây. Ôi. Cái gì đây? Ủa ông này hack tốc biến à? Ơ đấy. Ôi thôi, mọi người mình dùng bom mình giết tên này đi, tên này ảo lắm nhá, không biết là nó lag hay là nó như nào nữa. Hình như là cái tên này là cái ông lúc nãy mà mình gặp. Chạy này. Đậu xanh. Như này cho nhanh này. Cái ông này như là cái ông lúc nãy ở chỗ đằng kia bị tốc biến hay sao ấy mọi người. Thề nó đi. Bảo sao lúc nãy mình tìm không ra ông này như kiểu bật speed à? Thôi kệ đi, dù sao mình cũng giết được ông đấy rồi. Bây giờ chơi phi trả hình như nào nhỉ? Để mình học. Alo, alo, alo. Đây, đây, đây. Đây, 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 đây. Đây, bạn này, bây giờ bạn muốn đập chảo hay là muốn muốn đập xe à? Đập xe đi. À, đập xe à? Ok. Xem clip 2 năm nay bây giờ mới được gặp. Ok bạn ơi, cảm ơn bạn nhá. Rồi. Nè, ơi, chết nhầm nhầm nhầm, đập chứ, không ném, không ném. Ném á. Không đập đấy 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 rồi một phát này chơi nhân phẩm Không một này lần lên clip à. chơi Ui. nhân phẩm này mình dễ toàn lắm anh em ạ, tại vì mấy hôm nay mình thấy nhân phẩm mình nó như đèn dã man rồi đấy, chơi nhân phẩm này dễ thua quá nhỉ. Thôi kệ, cứ thử xem như nào, vui là Được chính mà. bao bao nhiêu kill rồi Lộc ơi. Hôm nay mình Ui. 16 kill làm thử thách ít kill lắm bạn ơi, Gãy rồi, gãy rồi. chưa thoải mái. Ui xe mới bốc khói mà bạn, thoải mái đi, mới bốc lửa cái này đang phải hai hoặc ba phát nữa. Rồi đến đất bạn này, Ủa. quả này mà không nổ là chết mình rồi. Ô thôi xong thôi, thế là xuân này con không về rồi, mình biết ngay mà. Chơi cái trò nhân phẩm đây là mình thiệt lắm bạn hiểu không, mình thiệt dã man luôn đi. Thôi đập luôn đi. Biết ngay mà nhân phẩm như quần què vậy. Thôi nhưng mà không sao, vô nhân được anh em ạ. Dù sao thì trận này mình cũng coi như là top 1 trong lòng anh em rồi đúng không? Cầm combo của đầu ra với ốp đầu ruồi. Bắn nói chung là khoai thật đấy mọi người. Thì ok nhá, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip nha. Bye bye mọi người. Và hẹn mọi người ở những clip tiếp theo nhá.